Liên quan tới những nghi vấn sai phạm thu phí quốc lộ 5 gây xôn xao dư luận trong những ngày gần đây, sáng ngày hôm nay 15 tháng 8, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chính thức thành lập đoàn thanh tra thực hiện giám sát thu phí trong vòng 10 ngày đối với trạm thu phí số 2. Đây là trạm có nhân viên từng bị phát hiện là sai phạm trong quá trình thu phí của chủ phương tiện. Đoàn thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định, các trạm thu phí trên tuyến quốc lộ 5 hiện đang có khá nhiều bất cập về công tác quản lý, nhất là tình trạng trong các bốt bán vé hiện không có các camera giám sát. Bên cạnh đó là việc hệ thống sử dụng làn đường dành cho xe ưu tiên thời gian qua không được kiểm soát chặt chẽ và dẫn tới các biểu hiện nghi vấn sai phạm cho phương tiện qua nhưng không xé vé. Trong 10 ngày giám sát, yêu cầu những tồn tại trên phải khắc phục, đảm bảo thu phí phải công khai, minh bạch. Thông qua cái giám sát thì mục tiêu là để làm sao chúng ta kịp thời chấn chỉnh những cái vấn đề gì còn tồn tại đối với công tác thu phí để giúp cho cái công tác tổ chức thu phí nó được đảm bảo hoạt động theo đúng các quy định của nhà nước, và đặc biệt là đối với lại cái số thu làm sao mà nó chính xác và minh bạch, giúp cho người dân không bức xúc. Hai là lợi ích hài hòa giữa người dân cũng như doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tuyệt đối không để ra những cái câu chuyện cái gọn anh ạ, hoặc là nếu mà cấp không đúng thẩm quyền thì đề xuất cấp có thẩm quyền để xử lý, để tuyệt đối không để xảy ra những cái mà nó khúc mắc mà đến mức độ quan hệ nó không được bình thường trong cái giải quyết công việc. Trước đó, báo chí phản ánh trên tuyến quốc lộ 5 xuất hiện tình trạng phương tiện qua trạm thu phí không xé vé, bán vé giả và gây thất thu mỗi ngày lên tới cả tỷ đồng.